Diary ngày hôm nay. Hy vọng các bạn có một ngày thứ năm thật là tuyệt vời. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn, đây là khu vực phòng ngủ của mình. Mình thay đổi bối cảnh một tí xíu để cho đỡ nhàm chán ha. Mình rất là hào hứng giới thiệu với các bạn hai chiếc túi moment của dòng thương hiệu Gucci ngày hôm nay. Dòng thương hiệu này cũng rất được nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Hy vọng cái video mình chia sẻ ngày hôm nay sẽ mang nhiều thông tin bổ ích cho tất cả các bạn. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Chiếc túi đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là chiếc túi Gucci Moment Super Mini. Dòng sản phẩm pastel này là dòng sản phẩm màu phấn mới nhất của mùa thu 2020. Và đây là cái size nhỏ nhất ha. Nhưng mà đừng có tưởng nó nhỏ như vậy, nhưng mà nó nhỏ, nó có vỏ đó các bạn, bởi vì nó rất là dễ thương luôn. Mình sẽ show cho các bạn những cái công năng của nó sau ha. Trước hết thì mình muốn giới thiệu với các bạn đôi chút về cái phần bên ngoài của chiếc túi. Chiếc túi này thì các bạn cũng thấy rồi đó, nó là có màu xanh ngọc ha. Thì cái dòng pastel này nó có tổng cộng là 4 màu ở trên website, bao gồm màu xanh ngọc, màu xanh biển nhạt, màu hồng, màu vàng và một cái túi có cái màu tổng cộng lại hết 4 màu đó luôn. Thì đối với mình đó, mình chưa có cái chiếc túi nào màu xanh ngọc hết thôi các bạn. Cho nên khi mà mình nhìn thấy cái chiếc túi này á thì mình rất là thích luôn. Và cái phần da của nó thì các bạn có thể thấy á, không biết là mình show như thế này các bạn có thấy rõ hay không. Nhưng mà cái phần da của nó có những cái đường may hình tam giác á, nhìn rất là hay luôn. Và đặc biệt đó là ở phía sau chiếc túi của cái dòng Moment này, bất cứ cái chiếc túi nào cũng có cái hình trái tim nhỏ nhỏ như thế này, đặc trưng luôn, rất là dễ thương luôn ha các bạn. Còn về cái phần hardware của chiếc túi á, phần logo á thì các bạn có thể thấy là có hai cái chữ Gucci, hai chữ G, double Gucci là cái phần khóa này ha. Còn cái phần chain đó thì cũng làm bằng bạc luôn và rất là nhẹ, cái sợi chain rất là mỏng chứ không phải là làm bằng cái sợi dày ha các bạn. Và nó cũng có kèm theo một cái móc khóa nữa để mà mình có thể mang đồ. Về cái phần khóa của chiếc túi này á, thì mình hơi buồn một tí xíu. Nếu các bạn mà theo dõi những video trước của mình á, thì mình rất là thích những cái dạng khóa mà tiện lợi, giống như là nam châm, bởi vì nó rất là dễ dàng mở ra mở vô. Nhưng mà đối với cái dòng khóa này á, thì mình hơi thất vọng là bởi vì mình phải ứng á các bạn, giống như là cái nút ứng vậy đó, nên nó hơi bất tiện tí xíu ha. Nhưng mà cũng không có đến nỗi nào, mình nghe cái cứt như vậy có nghĩa là nó đã đóng rồi đó. Còn nếu mà mình mở ra thì mình giật nó lên như thế này thôi ha các bạn. Ở bên trong chiếc túi á thì nó chỉ có một ngăn như thế này thôi, có mấy cái bút lịch nhỏ nhỏ của Gucci để mà giống như là hướng dẫn mình cái cách sử dụng cái túi để bảo vệ cái da như thế nào ha các bạn. Mình sẽ show cho các bạn thấy là chiếc túi này có thể chứa được những cái vật dụng hàng ngày nào ha. Điện thoại ha các bạn, một vật rất là quan trọng với chúng ta mỗi ngày luôn, không thể nào đi ra đường mà không có cái chiếc điện thoại được. Credit card thì có một điều này muốn nhắc luôn á, là đối với những chiếc túi mini khác á, thì có thể là mình châm trước mình có thể bỏ được cái wallet bự, nhưng mà đặc biệt đối với cái chiếc túi super mini này á thì mình nghĩ là mình chỉ có thể chứa được cái credit card, cái túi đựng credit card nhỏ như thế này thôi ha các bạn, và hộp phấn của mình. Mình có thể đựng thêm cây son ở đây nữa. Như vậy là hết chỗ luôn rồi đó các bạn. À,
Và cái giống như mình nói á, chiếc túi này nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ là vì sao? Bởi vì nó mình có thể sử dụng nó với nhiều cái cách khác nhau, rất là hay luôn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Thứ nhất á, thì mình có thể đeo chéo như thế này. Thì hầu như những chiếc túi khác thì mình đều được đeo chéo được như vậy hết, thì không có gì đặc biệt ha các bạn. Nhưng mà cái phần mà mình muốn nói đến ở đây á, là chiếc túi này á, mình có thể đeo ở dưới dạng đeo bag luôn, rất là dễ thương luôn ha. Mình sẽ show cho các bạn nha. Các bạn có thấy cái móc khóa hồi nãy mình show ở đây không? Dễ thương quá đúng không các bạn? Rất là tiện lợi luôn á. Nếu như mà bạn nào không có thích mà dạng đeo túi xách, quải túi xách hoặc là đeo chéo rườm rà thì mình có thể đeo dạng dây nịt giống như mình show cho các bạn bây giờ. Rất là nhẹ luôn ha các bạn. Nhìn như thế này mình cảm thấy là bản thân mình cảm thấy là mình năng động hơn rất là nhiều luôn. Đối với cái chiếc túi này á, thì thường đây là cái cách mà mình đeo nhiều nhất ha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói đến cái chiếc túi Mormon thứ hai của dòng sản phẩm Gucci này ha. Chiếc túi này á, chiếc túi này là size mini, tức là lớn hơn size này một tí xíu. Trên size này á, thì còn có size medium và size large. Nhưng mà đối với mình á, thì mình không có phải là thuộc dạng chứa quá nhiều đồ á, cho nên mình thấy cái size medium thì phù hợp với mình rất nhiều. Và khi mà mình mix đồ lên á, thì nhìn nó đẹp hơn so với những cái size lớn hơn. Đó là cái suy nghĩ riêng của mình ha. Giống như mình giới thiệu khi nãy á, thì cái dòng Moment này á, tất cả các da của nó đều được may theo cái hình tam giác á, sọc sọc như vậy rất là hay luôn. Và ở phía sau á, thì cũng có cái dòng cái logo của Gucci ha các bạn. Về phần hardware thì khác với chiếc túi Super Mini, chiếc túi này nó có phần hardware là vàng đồng và cũng in cái logo Gucci ha các bạn. Hai bên này cũng mix một tí xíu vàng. Nhưng mà cái khác biệt đó là cái phần dây của cái chiếc túi này á, là dây da hết hoàn toàn ha các bạn. Và ngay cái phần khóa ở đây là cái zipper, nó cũng có mix thêm một tí xíu vần da để cho mình dễ dàng mở ra mở vô. Mình đã sử dụng chiếc túi này hầu như là gần 2 năm luôn á, mà mình thấy cái zipper không có gì thay đổi hết. Phần da thì rất dễ dàng để mà take care luôn. Mình không có thấy là mình để lại vết trầy gì á, mặc dù là mình cũng quăng nó lăn lóc đủ thứ nơi hết đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn là thấy được ở bên trong chiếc túi này có thể đựng được những món sản phẩm nào ha. Phấn, credit card, điện thoại. Trong chiếc túi này thì nó có hai ngăn ha các bạn. Cái ngăn nhỏ thì mình có thể đựng những cái vật dụng mà nhỏ giống như là chìa khóa hay là mắt kính. Nếu mà đối với những bạn nào có sử dụng mắt kính thường xuyên thì mình thấy cái thật sự đối với hai chiếc túi ấy, thì cái size của chiếc túi này nó thoải mái hơn, rộng rãi hơn, có thể mang đi mỗi ngày. Còn chiếc túi Super Mini thì đối với những cái giống như là sự kiện mà
mình không có cần phải mang quá nhiều vật dụng thì mình có thể sử dụng chiếc túi super mini. Mỗi chiếc túi nó có mỗi một công dụng khác nhau tùy theo sở thích của mỗi người hay các bạn. Mình cũng sẽ show cho các bạn chiếc túi này đeo lên nhìn như thế nào ha. Chiều dài của chiếc túi á, thì tương đối mình á, có chiều cao là khoảng 1m63, tức là khoảng 5 feet 3 các bạn, thì mình đeo bây giờ mình không có mang dép gì hết. Đây là cái chiều cao thật của mình, và cái túi mình đeo thì nó sẽ nằm khoảng ở dưới cái hông tí xíu. Cái bất tiện mà mình nói đến ở cái dòng moment này á, là cái dây đeo chéo này á, mình không có thể chỉnh lên chỉnh xuống theo cái chiều cao mà mình mong muốn được, nên đó là cái điều mà các bạn nên cân nhắc khi mà mình thử cái túi này ha. Về cái phần kích cỡ, giống như các bạn thấy ở đây, các bạn có thể thấy ha, ở bên tay trái của mình chiếc Super Mini thì size nó rất là nhỏ luôn, còn chiếc bên tay trái của mình thì cái size của nó average hơn. Đối với cái mục đích sử dụng thì mỗi chiếc túi có một cái mục đích sử dụng khác nhau. Ví dụ như cái chiếc túi Super Mini của mình đang nói đến đây thì nhìn nó rất là dễ thương luôn, nhưng mà thật ra cái mục đích sử dụng của nó rất là hạn chế. Ví dụ như mình chỉ có thể đi chơi hang out hoặc là đi đâu đó lanh quanh thôi. Nếu mà mình dùng cho cái mục đích sử dụng hàng ngày, đi làm hoặc là mình, đặc biệt là những bạn nào mà muốn đựng nhiều cái vật dụng trong cái chiếc túi của mình, thì mình khuyên là chiếc túi này không có phải là ứng cử viên tốt ha các bạn. Ngoài ra thì cái phần dây đeo á, thì cái chiếc túi này á, giống như mình giải thích khi nãy á, thì cái chiếc túi này nó làm bằng chain. Nó tuy là nó là sắt nhưng mà nó không có quá nặng ha các bạn. Còn cái phần khóa của cái chiếc túi này á, thì mình phải ấn lên ấn xuống, thì đối với mình á, thì nó hơi bất tiện so với chiếc túi này. Bởi vì sao, chiếc túi này nó là zipper đó nên nó rất là tiện lợi các bạn, thấy không? Nếu mà nó xài cho mục đích hàng ngày thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều cho các bạn. Và cái phần dây đeo của nó cũng là bằng leather, tức là bằng da luôn, nên nó rất là nhẹ, mình có thể đeo trong khoảng thời gian dài mà mình không có cảm thấy không thoải mái. Mình thấy cái chiếc túi này, nếu như mà các bạn nào đang tìm kiếm chiếc túi mà để đeo hàng ngày, đi làm, đi chơi, thì đây là chiếc túi mình thấy là rất là tuyệt để mà có thể sử dụng ha. Và đặc biệt là nó cũng có rất là nhiều màu, và mình thấy thì màu đen thì đa phần rất là dễ dàng để mình take care luôn. Trên website thì nó có thêm màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu xanh biển, tùy theo sở thích của mỗi người. Nếu mà các bạn nào có những câu hỏi về những chiếc túi moment thì cứ hỏi ha, mình rất là sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải với hai chiếc túi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh YouTube của mình. Nhớ like và subscribe channel cho mình nha các bạn, để mình có thật nhiều động lực để tạo thêm nhiều video mới để cho các bạn. Xin chào tạm biệt.